em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh chị và các bạn Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay Ngày hôm nay em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh chị và các bạn Một chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng của Mỹ Một chiếc trách Marole SLR OCLV 700 Bản Prodic One, một bản cá nhân hóa Được đặt dành riêng theo yêu cầu của khách hàng Được trang bị bộ group UTGRA R8070 Size của hãng là size 50 Bác nào mà thích chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989668195 hoặc nhắn tin Zalo cho em, em sẽ gửi thông tin hình ảnh chi tiết cụ thể. Bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng Kim Thành Hải Dương. Cửa hàng còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau và em cũng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn chiếc Madole SLR rất là đẹp full carbon màu sơn thì là màu sơn đổi màu theo góc độ ánh sáng các bác nhé em xin phép được review chi tiết mẫu xe này cũng như báo giá để cho các bác tham khảo nhìn tổng thể thì chiếc xe này có màu đen rất là đẹp các bác nhé pha một chút màu thì nhìn theo góc độ ánh sáng như hiện tại thì em nhìn nó thành màu nâu nhưng mà góc khác thì nó lại thành màu khác các bác nhé Đấy rất là OCLV 700 Phần thô thì được sản xuất tại Đài Loan Về Mỹ phun sơn và hoàn thiện thì có cái tem Mỹ đây các bác nhé Rất là đẹp ạ Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe Xe về như nào là em trả các bác như vậy Bây giờ em sẽ đo lại cái phần khung sườn cho các bác nhìn thực tế ạ Vâng. Gióng ngang là 50 các bác nhé. Và dòng đứng là 44 ạ. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng cả về hình thức và chất lượng. Khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hình ảnh giấy tờ của xe khi ở bên Nhật. Một chiếc Marole rất là mới, rất là đẹp. Đùi Utegra đồng bộ nguyên bản theo xe. Còn rất chi là mới thôi nhé. Em sẽ soi thật kỹ xem phần khung sườn có bị chảy xước gì không. Đây em sẽ quay phần tem gầm cho các bác nhìn Tem gầm cũng còn rất chi là mới Đấy, Tem mát đầy đủ các bác nhé Hàng nhà em là hàng chuẩn sách tay nhật Chuẩn 100% nói không với hàng, hàng fake Nên các bác cứ yên tâm mua hàng Em đảm bảo cho các bác mãi mãi về sau này Là hàng chuẩn sách tay từ nhật về Đấy khung sườn rất là mới rất là đẹp Em chưa thấy một vết chảy xước nào Màu sơn thì là màu sơn đổi màu theo góc độ ánh sáng các bác nhé. Càng trước cũng rất chi là mới, không thấy chảy xước gì. Phanh trước Utegra. Trục chager Rất là mới. Rất là đẹp các bác nhé. Vành là vành bontrager các bác nhé. Các bon cao 5 phân. Cũng rất chi là mới. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Độ mới rất là cao. Rất là đẹp. Lốp bon đồng bộ nguyên bản theo xe. Tem mác đầy đủ các bác nhé. Ghi đông post tăng các nguyên bản đồng bộ theo xe, giá đồng bộ hồ nguyên bản theo xe các bác nhé. Shimano Gra đồng bộ nguyên bản theo xe rất là đẹp rất là mới đấy các bác nhìn thấy không thì em cũng báo giá để cho các bác cân đối giá của chiếc xe này là rơi vào khoảng tầm 185 triệu cửa hàng em có bao ship và ship code toàn quốc các bác nhé sơn đổi màu theo góc độ ánh sáng Càng trước rất là mới, rất là đẹp, không có một vết chảy xước nào. Phanh trước R8070 Japan. Trục trước Bontrager đồng bộ nguyên bản theo xe. Đấy các bác nhìn không? Rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc Madole SLR700. Bản Product One, một bản cá nhân hóa, đặt dành riêng theo yêu cầu của khách hàng cả về màu sơn và bổ chuyển động. Lốp láp cũng còn rất chi là mới các bác nhé. Khung sườn rất là bóng, xoay gương được các bác nhé. Khung sườn thì em chưa thấy một vết chảy xước nào, một gân gợn cũng chưa thấy có. Sang đĩa Shimano UTGRA đồng bộ nguyên bản theo xe. Rất là bóng, rất là đẹp đĩa UTGDA đồng bộ nguyên bản theo xe. Có hai tầng đĩa, tầng ngoài là 50 răng và tầng trong là 34 răng. Cũng còn rất chi là mới. Bản Product One. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Đề Lip Shimano UTGDA đồng bộ nguyên bản theo xe. Xích thì có màu vàng rất là đẹp các bác nhé. Đấy các bác nhìn thấy không ạ? Rất là mới, rất là đẹp độ mới rất là cao tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe có 11 tầng lít các bác nhé Đấy. các bác nhìn nhé chụp sau Bontrager đồng bộ nguyên bản theo xe phanh dầu R8070 Japan rất là mới long lanh luôn lốp bon charger, đồng bộ nguyên bản theo xe vành bon charger, Các carbon cao 5 phân rất là mới độ mới rất là cao em sẽ soi thật kỹ cho các bác ngắm xem có bị chảy xước hay bị gì lỗi gì không Đọc yên đồng bộ nguyên bản theo xe yên bon cũng rất là mới không bị rách hay bị chảy xước gì các bác nhé đấy logo chữ của bon các bác này nó hơi khuất một chút ngược ánh sáng các bác nhé không bị rách hay bị chảy xước gì đâu các bác ạ rất là mới giấy tờ đầy đủ đây là cái sạc các bác nhé bản uh, Prodic One ạ các bác nhìn không tất cả đều uh, còn nguyên bản theo xe về à, hàng ngày em là em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn 100% sách tay từ Nhật về bán cho các bác nhưng đảm bảo mãi mãi về sau này cho các bác đấy các bác nhìn nó độ mới rất là cao. trục bontrager, utegra, đấy các bác nhìn không rất là đẹp, màu cũng rất là đẹp các bác nhé. lốp lát thì cũng còn rất chi là mới. Đấy, các bác nhìn cũng mới rất là mới tem mác đầy đủ khung sườn thì không có một gân gợn chảy xước nào màu sơn thì rất là đẹp sơn đổi màu Vâng, vừa rồi em đã quay tổng thể một chiếc check Madolea SLR. OCLV 700 full carbon. Được trang bị bộ group UTGRA R8070 bản Prodrix One, một bản cá nhân hóa đặt dành riêng theo yêu cầu của khách hàng cả về màu sơn và bộ chuyển động. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Em xin chào các bác.